Rồi, hôm nay bố sẽ đọc cho em Bôn câu chuyện Cha và Con. Tiếp tục series câu chuyện Cha và Con như lần trước á. Câu chuyện hôm nay sẽ là Tinh thần chống trả. Đây, con nhìn vào những bức hình hình này đấy, bức hình đầu tiên này. Đây là người cha đang trồng cây, xúc đất để trồng cây để cây tươi tốt. Đây này, cây tươi tốt để có bóng mát, có quả ăn đúng không? Bốn nhớ chưa? Trồng cây đây này. Người cha đang trồng cây này, trồng xong rồi, người cha trồng xong rồi đắp đất lên này, người cha đi vào nhà này, thấy chưa? Người cha đang đi vào nhà này. Đấy, thì một kẻ xấu lại đang đuổi người con này này, người đây là kẻ xấu này, đang chạy lại này, đang định bắt nạt người con này, thấy chưa? Bảo là định 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 đánh người con này này, này sau người cha mới mới lại lại bảo ông kia sao lại đánh con tôi, thế là người xấu mới cầm lấy áo người cha bảo hừ đấy là cha của cậu bé sao, ta sẽ đánh cả hai cha con luôn đấy. Thế là người cha bèn nhổ cái cây vừa trồng lên, nhổ lên cái que nó để đánh kẻ người xấu ấy đấy. Người xấu sợ quá chạy luôn đó, bố thấy chưa? Thì là người cha cái cây vừa trồng nhưng người cha lại nhổ lên mất đúng không? Đây này, cái con nhìn bức cảnh đầu tiên này này, đây là cây mới trồng nhưng mà sau đó người cha lại phải nhổ lên mất đây này đúng không? Đó là vì bảo vệ con mà người cha này nhổ luôn cái cây mới trồng đó, đúng chưa? Muốn hiểu chưa? Bố kể chuyện à? Rồi, câu chuyện thứ hai xem nào. Bố kể chuyện này rồi đấy. Câu chuyện này có tựa đề là Món quà tái quái. Đây. Bố kể chuyện này ạ. Đây, đây, bức tranh như này, đây chưa? Thấy người cha và có hai người thuê giúp việc cái này, có bế một món quà to ơi là to đây này, với một món quà về to tặng con trai đây này. Lúc về đến nhà người cha bảo kia con bố tặng một con một món quà rất là to đây, con ra xem đi. Đây, lúc người con định lại mở ra xem thì đấy chính là một con gì đấy, một con chó, thấy chưa? Những con chó này hung dữ lắm, sủa không 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 đuổi theo cả người cha và người con, định cắn người con luôn. Người cha sợ quá bèo trèn gốc một gốc cây, người con sợ quá ông trèo một gốc cây và hai người bế qua này cũng trèo lên gốc cây. Trèo lên cây thì chó có cắm được không? Ồ, hóa ra món quà mà người cha tặng chính là một con chó hung dữ. Không. Thế món quà này người con có thích không? Bốn phải nói chứ. Không thích đúng không? Bởi vì con chó này hung dữ quá, nó cắn đúng không? Cắn đau lắm ồ. Rồi, câu chuyện thứ ba xem nào. Đây, câu chuyện thứ ba bên này chứ. Đây, bố đọc cho câu chuyện này nhá. Câu chuyện này có tựa đề là đây là câu chuyện thứ ba, đây là câu chuyện thứ bốn. Câu chuyện thứ ba có tựa đề là Đáng mặt đàn ông. Đây, xem câu chuyện Đáng mặt đàn ông kể cái gì nào. Đây là câu chuyện là kể về trường học đó, ở trường học giống như trường học của em bốn á. Thì đấy, thì người con đang đi ở trường học, đang đi chơi, đang đi xe xe đẩy này, xe scooter này, đang đi thì bị ngã xuống xuống bể bơi luôn đây này, đang đi thì ngã bum xuống bể bơi luôn. Thế là người con biết bơi chứ nhỉ, đây này cả xe cả người rơi xuống bể này. Ồ, thì bác bảo vệ đứng đây, bác bảo vệ mới thấy, bác bảo vệ liền nhảy xuống để cứu người con. Đây, bác bảo vệ nhảy xuống để cứu, nhảy xuống bể bơi á, bởi vì người con không biết bơi. Sau đó người cha mới nhìn trên bơi hoảng quá bảo hai người cứu tôi, và từ hóa ra là bác bảo vệ cũng không biết bơi và nhảy xuống hồ á. Sau đó người cha mới láo mình xuống hồ và cứu cả người con và bác bảo vệ lên đấy. Thế người cha là mạnh khỏe không? Người cha tốt đúng không? Nhưng bác bảo vệ có tốt không? Bác bảo vệ thấy người con rơi xuống, bảo vệ cũng nhảy xuống cứu đúng không? Thế là bác bảo vệ cũng rất là tốt. Là bố lấy người cha, cha cũng là bố đó. Cha thấy cả con cả bác bảo vệ rồi, cứu tôi với, cứu tôi với. Thế là người cha nhảy xuống bùm lên cứu người con lên luôn. Rồi, tiếp theo là câu chuyện thứ tư nha. Thứ ba chứ, Ở đây là thứ ba, đây là thứ bốn nha. thứ bốn chứ, Thứ bốn, thứ bốn nha. Cái câu chuyện thứ bốn gọi là
Thói quen khó bỏ. Số 4 đây này. 1, không, đấy là bức tranh. 4 bức tranh này là tạo thành một câu chuyện. Đấy, thứ nhất, tranh thứ nhất này, tranh thứ hai này, tranh thứ ba, tranh thứ tư này. Số 4 chứ? Ờ, à, thứ 4 được không? Thứ tư, bố nó... Bố đọc đi. Đây, bố đọc nha. Đây, đầu tiên này này, đầu tiên là hai cha con đi chơi, người con lấy leo lên hàng rào ngồi thế này này, và người con lấy tay, bỏ tay vào miệng thế này này. Không được. Ờ, không được, một tay thế là bẩn đúng không? Đây, người con một tay không, người cha cũng thấy, ố, người con đâu thế, người cha cũng học theo người con, một tay. Thế là tốt không? Không. Đấy, người cha mới bảo, này, con trai không được một tay như thế chứ, không được một tay mình như thế chứ. Thế này người cha bảo này này, con trai không được một tay của mình như thế chứ. Sau đó người con lấy đưa ngón tay cho bác bảo vệ, bác bảo vệ ơi một tay cháu đi. Thế cũng có tốt không? Không. Không đúng không? Tay bẩn là không được một tay đúng không? Nhưng mà người con nó quen mất rồi là bố bảo con không được một tay mình thì người con đưa tay mình cho bác bảo vệ một tay. Đó, câu chuyện thứ tư kết thúc rồi, có đọc kịp không? Thứ hai đọc rồi, thứ nhất này, câu chuyện thứ nhất này, thứ hai này, thứ ba, thứ bốn đọc rồi này. Đọc một câu chuyện nữa thôi nhá. Đấy. Câu chuyện bên này chứ. Đấy. À, câu chuyện này à? Câu chuyện này có tựa đề là đam mê sáng chế. À, câu chuyện đam mê sáng chế đây này, xem này. Em muốn nhìn bức cảnh đầu tiên nha. Đây là ông này mặc áo này. Mặc áo nhưng mà có chiếc này là như chiếc áo ấy. Có cái cà vạt là bằng hình bằng cơ vua ấy, để anh sáng đánh á. Còn đây là cái bình pha chế cà phê nhưng mà có máy móc trong để pha chế nó nhanh ấy. Đó. Cà phê giống như là ông ba nồi. Đúng rồi, uống cà phê nhưng mà đây bằng máy. Còn đây là chiếc áo mà thấy bằng cái cúc thì lấy bằng cái khóa giống cái cúc áo con này này. Khóa. Lấy bằng cái khóa để mở. Của má cầm khóa chứ. Áo mà bằng khóa thì nặng lắm. Đấy cái áo. Rồi. Con ở đây. Đây là chiếc ghế mà không cần phải cúi xuống. Tức là muốn nhìn thì có thể điều chỉnh ghế lên xuống này. Điều chỉnh có thể để nhìn gần hơn này. Được chưa? Con đấy là sáng chế tạo thành một chiếc mũ thoáng khí, tức là chiếc mũ mà ở phía trên là bị thủng này, là tóc rồi phía trên này là mũ là mát nè. Còn người con thì sáng chế ra một chiếc dây mà bẻ cổ, tức là dây mà giống như áo á, hiểu chưa? Đấy là người cha và người con cùng sáng tạo ra những cái vật dụng xung quanh mình nhá. Bên này nè. Thôi đọc một câu chuyện bên này thôi nha. Thì là hôm nay nhiều chuyện lắm rồi đấy. Câu chuyện thứ 6 của chúng ta là chiếc kính tự chế. Này, xem chiếc kính tự chế thế nào nào. Đây, hai cha con đi chơi công viên đây này, em bố này. Đi chơi công viên thì người con này thấy bố bị cha bị làm rơi mất kính này. Thì người cha mới cầm kính lên bảo, ố, sao kính này lại bây giờ mày đọc không thấy nhỉ? Sau đấy người cha lại dỡ kính ra xa một tí. À, thì ra đưa kính ra xa thế này mới thấy này. Đó, thấy chưa? Người con đưa quyển sách ra xa này. Thì người cha mới nhìn thấy được. Sau đó, người con bảo, ố, thế mà đưa xa thế này thì là không đeo được vào mũi đúng không? Đây này, kính phải đeo vào mũi đúng chưa? Kính mà đeo thế này mà đưa xa thế này thì người con mới sáng tạo ra là phao... dùng cụ biểu diễn xiếc và lấy mượn một chiếc mũi dài này để người bố đeo kính để nhìn rõ đọc sách này này. Người con thật là tốt đúng không? Đây là chiếc mũi dài. Đây là người con đang nói bố đọc sách đi, bố đọc sách nhìn rõ không? Rồi, hôm nay đọc 6 câu chuyện này thôi nhá. Ok. Thôi, bye bye. Bố chấm xẻm.